chạy ra sao khi bạn thừa cân? Chào mừng các bạn đã đến với kênh Yêu Chạy Bộ. Để có thêm nhiều thông tin và kiến thức về chạy bộ, hãy nhấn subscribe kênh và bấm chuông thông báo để nhận những thông tin mới nhất từ video của chúng mình nhé. Đối với những người bị quá cân, chạy bộ là phương án giúp cải thiện sức khỏe và lấy lại vóc dáng, tự tin và đạt được mức cân đảm bảo sức khỏe của bản thân. Lý thuyết là vậy, nhưng việc bắt đầu chạy bộ trong tình trạng quá cân cũng tương đối khó khăn việc vận động. Khi bị thừa cân sẽ khiến chúng ta nhanh đuối sức hơn so với những người có cơ thể nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên, đây không phải là lý do để chúng ta nản lòng mà hãy xem đó là một rào cản chúng ta cần phải phá bỏ và vượt qua trên con đường cải thiện nâng cao sức khỏe của bản thân. Dưới đây là một số lời khuyên giúp người quá cân có thể có quá trình tập luyện chạy bộ một cách an toàn và gặt hái được những thành công mà chúng ta mong muốn. 1. Trước khi bắt đầu chạy, khám bác sĩ. Lời khuyên này tuy nhảm nhưng không thừa chút nào. Thực tế, báo cáo khoa học cho thấy chạy bộ không có nghĩa là cơ thể chúng ta sẽ không có vấn đề. Có nhiều runner lâu năm, PB đầy mình nhưng khi đi khám lại có vấn đề về tim mạch. Nhìn chung là vậy, 98% bác sĩ sẽ nói rằng bạn không nên chạy. Vì với phần lớn bác sĩ, mục đích của bạn là sống được, nghĩa là không chết, còn béo hay không là tùy bạn, chứ không phải là vấn đề T-Rex. Bạn cũng nên chia sẻ bác sĩ về tình trạng sức khỏe bản thân trước đây và những chấn thương bạn đã gặp phải trong quá khứ để tránh ảnh hưởng tới quá trình tập. Nếu bác sĩ đề nghị chúng ta kiểm tra sức khỏe trên máy chạy để loại bỏ các vấn đề về tim mạch thì đây là một bác sĩ có thể tin được được. Nhìn chung, bạn nên đi khám các vấn đề về tim mạch rồi tiền sử bệnh lý về đột quỵ như say nắng trước khi bắt đầu chạy. Chọn giày cho phù hợp. Nếu chúng ta bị quá cân, cân nặng và lực lên cơ khớp có thể khiến chúng ta càng dễ bị chấn thương hơn, nên việc chọn giày là rất quan trọng. Nên chọn các loại giày có độ support tốt, Nike, Next, Zoomfly hay là một số loại khác như Adidas, vừa có độ support lại thích hợp cho việc Rex vì nhẹ. Các loại khác bạn có thể tham khảo trong danh sách những đôi giày tốt nhất trên runner nên mua, và một số hãng như Saucony, Hoka và có giá rất phải chăng cũng nên thích hợp với những người mới chạy. Và nếu các bạn cảm thấy có những đôi giày nào tốt thì hãy để lại ý kiến dưới phần video này nha. Ngoài việc chọn size giày đúng cách, tránh các trường hợp như bị móng chân đen, cách tốt nhất đó là ra cửa hàng mua và thử giày. Có một mẹo mà runner có thể học từ vận động viên xe đạp để xem đôi giày có vừa không, đó là xỏ đôi giày vào và chân bạn kiễng cao gót giày lên. Nếu đôi giày tuột xuống gót thì có thể được nghĩa là đôi giày quá lớn đối với bạn. Ngược lại, nếu gót giày nhấc lên cùng với gót chân thì có nghĩa là size giày rất vừa với bạn. Cuối cùng, chúng ta nên thay giày sau khoảng 500 đến 800 km tùy cách chạy, cân nặng và địa hình chạy. Người có cân nặng cao thường phải thay giày thường xuyên. 3. Bắt đầu chạy và chạy từ từ. Nếu chúng ta không nên cố gắng vận động thật nhiều ngay từ đầu vì khả năng bị chấn thương và kiệt sức khá là cao. Nếu chúng ta là người vận động ít trong vài tháng trở lại thì cách tốt nhất là bắt đầu là đi bộ. Chúng ta có thể bắt đầu bằng cách đi bộ trên máy tập, đi bộ ngoài trời hoặc thậm chí đi bộ dưới hồ bơi. Bắt đầu đi bộ khoảng từ 5 đến 10 phút nếu cơ thể chỉ có thể vận động ở ngưỡng này. Điều quan trọng chúng ta cần ghi nhớ là duy trì tập luyện đều đặn, đi bộ hàng ngày nhằm mục đích cơ thể có thể quen với việc vận động và cố gắng vận động tới ngưỡng có thể đi bộ liên tục 30 phút trước khi xen kẽ các khoảng cách chạy vào quá trình tập. 4. Chuyển sang hình thức chạy kết hợp đi bộ. Nếu thể lực cải thiện bằng cách đi bộ, chúng ta có thể bắt đầu chạy kết hợp đi bộ. Đây là cách tốt nhất giúp chúng ta có thể tập luyện và xây dựng sức bền cho cơ thể một cách an toàn và thoải mái. Đầu tiên, đi bộ nhanh 10 phút để khởi động, làm nóng cơ thể và tăng nhịp tim, tăng lưu thông máu từ các cơ. Thứ hai, chạy nhẹ nhàng 1 phút và đi bộ 2 phút. Ở đoạn đi bộ, chúng ta cố gắng đi bộ nhanh, không nên đi bộ thả lỏng để đảm bảo duy trì tác động lên hệ tim mạch. Thứ ba, lặp lại nhịp vận động này trong vòng 15 đến 20 phút, sau đó đi bộ 5 phút để thả lỏng. Khi cảm thấy chạy 1 phút nhẹ nhàng hơn, chúng ta có thể tăng số thời gian lên 5, 10 và 15 phút và giảm thời lượng đi bộ. 5. Khối lượng tập. Sau khi thể lực cơ thể được cải thiện nhờ vào việc phương pháp chạy kết hợp đi bộ, bạn có thể tiếp tục thử thách giới hạn của bản thân bằng cách nâng cường độ hoặc quãng đường chạy nhằm đẩy mạnh quá trình đốt năng lượng trong cơ thể. Bạn có thể xen kẽ bài tập nhanh khi tập luyện bằng cách khởi động chạy nhẹ khoảng 1 km, sau đó chạy ở tốc độ nhanh hơn bình thường trong khoảng 1 phút, sau đó chạy nhẹ để phục hồi trong khoảng 1 phút. Lặp lại bài tập này trong khoảng 3 km, sau đó chạy thả lỏng 5 đến 10 phút như bình thường. 6. Tập bổ trợ. Bạn nên xen kẽ bài tập bổ trợ 1 hoặc 2 lần một tuần. Không những cho chúng ta có thể đốt năng lượng từ các bài tập này mà còn tăng cường khối cơ và qua đó cải thiện khả năng chạy. Chúng ta có thể chạy nhanh hơn và dài hơn và tăng cường độ đốt khi chạy. Các bài tập bổ trợ cũng giúp phòng ngừa những chấn thương chạy bộ và từ đó chúng ta có thể duy trì tập luyện và liên tục đều đặn.
chúng ta không nhất thiết phải cần tập bổ trợ ở phòng gym hoặc cần thiết bị cụ thể nào để tập. 7. Đặt mục tiêu để giảm cân. Mặc dù chạy bộ là công cụ hữu hiệu giúp chúng ta giảm và duy trì cân nặng, nhưng đây không phải là phương pháp đảm bảo chắc chắn, vì thực tế, nhiều người dù chạy bộ nhưng vẫn mắc phải những sai lầm dẫn đến tăng cân trong khi tập. Đấy là một chủ đề được nhắc đến nhiều lần trong bài giảm cân không hiệu quả. Nhìn chung, nguyên nhân lớn nhất vẫn là chúng ta nạp quá nhiều dinh dưỡng do cảm giác ngon miệng sau khi tập luyện. Chúng ta sẽ thường có những xu hướng xóa bỏ mọi tác dụng của việc tập luyện vất vả bằng cách cho phép bản thân đắm mình trong thực phẩm hoặc ăn quá nhiều thực phẩm không có lợi cho sức khỏe. Người quá cân khi mới tập thường gặp một vài vấn đề phổ biến mà hầu hết dân chạy đều là phải như khó thở, đau bàn chân, xương ở ống chân và khớp, chấn thương đầu gối và nhiều loại khác. Một vài vấn đề trở nên phức tạp hơn do cân nặng tạo ra. Tuy nhiên, điều đáng mừng là có nhiều cách để xử lý những vấn đề này khi phát sinh. Mỗi người khi chạy bộ đều có vẻ đẹp riêng và chúng ta đừng bao giờ mặc cảm hoặc xem cân nặng là rào cản đến với việc chạy bộ, miễn sao chúng ta có quyết tâm tập luyện. Điều quan trọng là chúng ta phải có được chế độ tập luyện phù hợp với tình trạng thể lực hiện tại, duy trì dáng chạy hợp lý và chuẩn bị phụ kiện phù hợp để tạo cảm giác thoải mái khi chạy và hạn chế chấn thương. Và nhớ rằng uống thuốc giảm cân muôn đời sẽ không giảm được đâu nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng quên để lại một like, share, subscribe kênh. Đừng quên để lại ý kiến tới phần video này nhé. Video của mình đến đây là hết và cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Và nếu thấy hay thì đừng quên để lại một like, share, subscribe kênh. Đừng quên để lại ý kiến tới phần video này nhé.